Chào cả nhà. Thì hôm nay Phước Sửu sẽ review cho cả nhà về tiến độ mới nhất về đường Nguyễn Văn Linh và đường Nguyễn Hữu Thọ tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Thì ở tại đây có rất là nhiều cái rào chắn nhằm tổ chức thi công tất cả các đốt hầm kính của dự án hầm chui. Tại ngã tư này có lưu lượng phương tiện qua lại rất là lớn, nên khi đóng nút giao, việc đi lại của người dân sẽ xáo trộn do tình hình lưu thông tại giao lộ này rất là phức tạp bởi rất là nhiều lưu lượng phương tiện lưu thông qua đây. Sau đó đường Nguyễn Văn Linh sẽ chịu rất là nhiều áp lực do phương tiện đổ dồn về, sau đó lại vòng ngược lại đường Nguyễn Hữu Thọ. Để giải quyết phương án phân luồng giao thông, được ban quản lý dự án xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư dự án xây dựng nút giao hầm chui Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Hữu Thọ trình Sở Giao thông Vận tải và chuẩn bị thông qua. Phương án phân luồng giao thông này thay thế cho cái những phân luồng giao thông bị ảnh hưởng trong quá trình thi công. Thì cụ thể tất cả các phương án phân luồng giao thông đề xuất như sau để chúng ta có thể là để ý và di chuyển cho phù hợp. Như anh chị thấy là theo như mũi tên màu đỏ thì dành cho ô tô, còn màu xanh thì mình dành cho xe máy. Hướng đi từ quận 4 sang Nhà Bè, từ đường Nguyễn Hữu Thọ chúng ta có thể rẽ phải đường Nguyễn Văn Linh rồi đi vào đường chui dưới dạ cầu Cổng Lớn, vòng lại đường Nguyễn Văn Linh rồi rẽ phải về đường Nguyễn Hữu Thọ đi qua cầu Rạch Đĩa. Thì cái hướng này dành cho cả ô tô và xe 2-3 bánh. Còn đối với hướng đi từ khu chế xuất Tân Thuận muốn đi về Nhà Bè thì xe 2 và 3 bánh chúng ta đi đường thẳng đường Nguyễn Văn Linh trong làn xe hỗn hợp, qua trạm thu phí vào đường chui dưới dạ cầu Ông Lớn rồi vòng qua Nguyễn Văn Linh, đi trong làn xe hỗn hợp rồi quẹo phải qua đường Nguyễn Hữu Thọ. Còn đối với xe tải, ô tô con thì đi trong đường hỗn hợp của đường Nguyễn Văn Linh, quay đầu lại vị trí S5 trước trạm thu phí, vòng qua đường Nguyễn Văn Linh trong làn xe ô tô rồi mới rẽ qua đường Nguyễn Hữu Thọ để đi Nhà Bè. Còn đối với ô tô muốn đi từ Nhà Bè sang quận 4 thì bắt đầu đường Nguyễn Hữu Thọ rẽ phải qua đường Nguyễn Văn Linh, sau đó quay đầu lại với giao lộ đường Nguyễn Phan Chánh rồi rẽ trái qua đường Nguyễn Văn Linh rồi rẽ qua đường Nguyễn Hữu Thọ để về cầu Ken Tẻ. Đối với xe 2 bánh muốn đi từ Nhà Bè sang quận 4 thì chúng ta cũng bắt đầu từ đường Nguyễn Hữu Thọ nha cả nhà, rẽ phải qua đường Nguyễn Văn Linh nhưng không quay đầu ở đường Nguyễn Phan Chánh mà quay đầu ngay đường Phạm Văn Nghị rồi vòng qua đường Nguyễn Văn Linh, rẽ phải qua đường Nguyễn Hữu Thọ về quận 4. Đối với xe đi từ quốc lộ 1 vào quận 4 thì chúng ta đi thẳng đường Nguyễn Văn Linh, quay đầu tại đường Nguyễn Phan Chánh, vòng lại đường Nguyễn Văn Linh qua đường Nguyễn Hữu Thọ để lên cầu Ken Tẻ. Phương án này là áp dụng cho tất cả các xe lớn, còn đối với xe máy thì chúng ta có thể đi thẳng đường Nguyễn Văn Linh, quay đầu qua đường Phạm Văn Nghị, vòng qua đường Nguyễn Văn Linh rồi rẽ phải về đường Nguyễn Hữu Thọ đi về hướng quận 4. Theo chủ đầu tư thì khi đóng nút giao lộ này chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất là nhiều về việc đi lại của người dân, bởi vì cái nút giao lộ này thì hiện tại khá đông và phân luồng giao thông cực kỳ khó khăn, nên đó là việc thi công tất cả các nút hầm kính rất là phải nhanh chóng hết cỡ để cho đảm bảo việc thi công trở nên nhanh chóng phục vụ cho bà con di chuyển qua lại trong dịp Tết. Nếu phương án phân luồng giao thông của Sở Giao thông Vận tải thông qua sớm thì giữa tháng 1/2024 này, đơn vị này sẽ tổ chức đóng tất cả các nút giao, các nhà thầu sẽ thi công ngay cả trong dịp Tết Nguyên đán 2024 và dự kiến thông xe nhánh hầm HC2 trước ngày 30/6/2024, còn nhánh hầm HC1 thì trước ngày 31/12/2024. Hiện nay khối lượng thi công của công trình đạt 43%, trong đó các đốt hầm của HC2 cơ bản đã hoàn tất và đơn vị thi công tiến hành khoan đào hầm hở của C1. Thì nói đến hầm chui Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Hữu Thọ, đây là một tâm điểm nút thắt giữa Nhà Bè và quận 7 để giúp phần phát triển về vấn đề đi lại cơ sở hạ tầng cho người dân. Khi mà hầm chui này hoàn thành thì tại đây lưu thông rất là dễ dàng và giúp cho cái khu Nam và quận 7 lưu thông đi về tất cả các quận huyện rất là dễ dàng. Thì Phước Sửu cập nhật mới nhất về hầm chui Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Hữu Thọ. Quý chị cần thêm nhiều thông tin về những cái cơ sở hạ tầng của khu Nam và đặc biệt những cái bất động sản tại khu Nam, hãy like, share và subscribe kênh của Phước Sửu để nhận nhiều thông tin mới nhất về những cơ sở hạ tầng này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc anh chị một mùa xuân mới nhiều niềm vui và
gặp nhiều thắng lợi. Xin chào và hẹn gặp lại.